Trường Đại học HIU, Hồng Bang International University, một thành viên trong hệ thống giáo dục của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, đã công bố chương trình đào tạo mới hội nhập quốc tế. Lễ công bố nằm trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa cộng đồng top 100 phong cách doanh nhân và nhà trường, nhằm tạo ra 30.000 cơ hội việc làm cho cộng đồng sinh viên Đại học HIU. Hội nhập quốc tế là chương trình đào tạo đa ngành nghề, được xây dựng định hướng hội nhập quốc tế và nghề nghiệp ứng dụng. Điểm đặc biệt của chương trình là Đại học HIU sẽ mời các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng chương trình, mang hơi thở của thực tiễn nền kinh tế vào những giờ lên lớp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc và phát triển trong môi trường quốc tế, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.